Nó lóc nó cả nhà. Nhà nha. Nay em đi câu cả nhà. Em có mua chục con trâu nè. Có mà nhái nè, ở cả nhà đi câu. Tắm rồi mà mặc đồ này rồi về hai tiếp nha. Rồi. Mời thăm hả cha? Thầy tới đâu nó cha? Ở đâu nó? Anh chảnh hả? Ô cha, ok. Nó móc nữa. Chặt ngay đường nước luôn hả cha?
trống rồi kìa, để coi chắc món gì. Giờ xe con em qua đầu mương nó cấm nó vậy. Tối đi ăn rồi bữa có mấy đầu mương thì nó cùng đường. Đầu mương hả? Hả? Ờ, câu lương. Ờ. Bên kia nó gì cha? Mời kiểm luôn. Tắt cái leo hay gì cha? Cắm lên luôn. Dạ, cho nó cạn luôn hả cha? Sáng lên, sáng nước lên. Dạ, trong lưng hả? Trong lưng hả? Con đâu biết. Sao nữ câu ớt giống cờ nữ câu cái lóc mình cái bụng á, nó không có công giống mình không có lóc mình. Cũng cầm cái vườn câu nay cuốn cuốn rồi có dính cái gì cả nhà đây. Đây dính con cái lóc đó cả nhà. Đây cả nhà, hai cực này cả nhà. Còn đây mấy cực nữa. Đây cực nữa hết mồi cả nhà. Lên máng một câu vô rồi.
còn hai cần chỗ đó nữa cả nhà, cái góc đó đó. Nó dính cả nhà. Ơi ừ, chết rồi, ổn không? Cá bành kia cả nhà. Chết ổn. Dài chết ổn hết sức. Cấm câu quá nha, cấm ngay đầu mương á, dễ dính lắm. Tại vì nó đi ăn cái đó cùng đường cái bắt đầu nó thấy mò cái này nè, nó ăn nè. Lấy hết bầu rồi cả nhà. Lên cuốn câu. Về tới gãy nhà cả nhà, để em cho cá ăn mới được. Cá không em nhân lưới với cá dính mình thả vào dèo đó. Bích thỏ mâm tiễn này bị lớn nha. Đây, nó sẽ cần nha. Chì cái gu đồng cũng màu lớn nè, hổm thì nó xíu cho con nó bệnh bệnh cho nè. Clip hôm nay cũng kết thúc ở nhà, hẹn ở nhà clip tiếp theo nha. Cái lóc đồng này em thả xuống sông luôn, xuống dẹo luôn.